Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Chúng ta sẽ cùng đến với video tiếp theo nằm trong cái loạt bài tự học Flutter. Ở bài trước, bài số 13 thì mình đã giới thiệu cho các bạn là cái cấu trúc dữ liệu kiểu liệt kê enum và cái thằng interable trong ngôn ngữ Dart, đúng không? Bạn nào mà chưa xem thì các bạn có thể vào trong cái danh sách phát của mình để theo dõi lại nhé. Hôm nay thì tiếp tục mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên, sử dụng rất nhiều khi mà chúng ta lập trình Flutter bằng ngôn ngữ Dart. Đó chính là cái thằng kiểu danh sách lead đấy, đúng không? Rồi, đầu tiên là các bạn mở cho mình cái thằng datpath.dev này. Đây, bây giờ mình sẽ demo về cái thằng kiểu dữ liệu lead này trên cái thằng datpath này. Ok, rồi. Đầu tiên, các bạn lên trên, các bạn có thể khai báo cho mình, đúng không? Khi mà học một cái gì đấy thì các bạn sẽ đặt ra những câu hỏi cho mình. Ví dụ nhá, ví dụ như là bây giờ kiểu danh sách lead ý, thì nó sẽ có những kiểu khai báo nào. Giả sử như các bạn khai báo một cái lead rỗng chẳng hạn, đúng không? Đây, các bạn sẽ có những cách sau. Đầu tiên các bạn có thể khai báo như thế này, kiểu va này, đúng không? Tên, ví dụ như mình đặt là lead 1. Đó, thì nếu như mà lead rỗng thì các bạn sẽ khai báo bằng ngoặc vuông như thế này thôi. Ở trong chúng ta không có một cái phần tử nào cả. Đó, thì đây là cái cách khai báo đầu tiên các bạn có thể sử dụng. Đó, thì cách thứ hai là các bạn có thể sử dụng là gì? Đây, là cách thứ ba các bạn có thể khai báo lead như thế này. Đó, các bạn có thể chỉ định kiểu cho cái kiểu cho cái thằng lead đấy, ví dụ như là kiểu in đi. Đấy, mình đặt là number, đúng không, bằng đây. Đó, đây là chúng ta khởi tạo một cái danh sách trống, đúng không? Đây là cái cách đầu tiên các bạn có thể sử dụng này. Đây là cái cách thứ hai. Cách thứ hai này thì chúng ta sẽ chỉ định kiểu của cái danh sách này. Đó, thì đây là bây giờ chúng ta sẽ thử nhá. Đây, chúng ta sẽ in ra đây, print cái lead 1.len để chúng ta kiểm tra cái số phần tử của nó, đúng không? Rồi, đây chúng ta sẽ thử, mình sẽ copy này, tương tự với lại cái thằng number. Rồi, mình sẽ run. Đây, các bạn đợi một chút. Đây, các bạn thấy nó in ra hai kết quả là 0, đúng không? Vậy là chúng ta đã khởi tạo một cái danh sách trống thành công, đúng chưa? Đó, rồi tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ thêm phần tử, đúng không? Đây, ở đây là mình sẽ comment vào đây cho nó dễ hiểu nhá. Ví dụ như là đây là kiểm tra số phần tử này, phần tử này, đúng không? Đây, nếu như mà có 3 phần tử thì nó sẽ in ra kết quả là 3. Ở đây chúng ta đang trống cho nên là nó sẽ in ra 0. Rồi, phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà chúng ta thêm phần tử vào một cái danh sách, đúng không? Thêm phần tử này. Thì với cái thằng lead 1 này, các bạn không chỉ định kiểu, đúng không? Thì các bạn có thể thêm những cái kiểu. Ở đây mình sẽ thêm thử nhá. Copy này, lead 1 này, chấm. Các bạn thêm bằng cách là add này. Đó, đây. Ví dụ như mình add là 1 chấm phẩy, đúng chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ add là đây, 2 đi. Ví dụ như thế. Ok, rồi cái thằng bên dưới là cái thằng number, đúng không? Thì chúng ta thử nhá, chúng ta sẽ thử, bởi ở đây dưới là chúng ta đang chỉ định cái kiểu đó là kiểu in, thì chúng ta sẽ thử add vào cái thằng number này một cái dạng kiểu dữ liệu khác đi. Đây, ví dụ như là mình add cái thằng sâu ký tự như thế này, chấm phẩy. Đó, thì các bạn thấy rằng khi mà các bạn add sai kiểu một phát ý, thì nó sẽ báo lỗi luôn, đúng không? Đây này, đấy. Bởi vì các bạn khai báo cái kiểu lead này, chúng ta đang định nghĩa cái kiểu dữ liệu của nó là kiểu in, thì các bạn không thể add cái thằng chuỗi ký tự vào trong này được, đúng không? Đây, các bạn ví dụ như các bạn add này 3. Đó, đấy, nó sẽ không báo đỏ. Chấm phẩy này 4, không báo đỏ, đúng không? Còn cái thằng va ở trên các bạn có thể add khác kiểu dữ liệu cũng được. Đây, mình sẽ thử luôn cho các bạn nhé. Đây, mình sẽ add này, tin này, chấm phẩy. Đấy, nó không báo lỗi gì cả, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nhá. Chúng ta sẽ duyệt mảng, đúng không? Đây, mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mà chúng ta duyệt danh sách đấy. Thì chúng ta sử dụng cái gì? Chúng ta sử dụng for thôi. Bài trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn những cái cách mà các bạn có thể dùng để duyệt rồi, đúng không? Đây, các bạn gõ này list 1 chấm for, đúng không? Ở đây các bạn ngoặc thêm cho mình một cái ngoặc đơn này. Các bạn đặt ví dụ như là ở đây mình sẽ đặt nó là y đi. Đấy, sau đó các bạn thêm ngoặc nhọn như thế này. Đó, các bạn chấm phẩy ở đây. Ở đây thì mình sẽ thực hiện câu lệnh nó là print ra cái thằng y này, chấm phẩy. Đồng thời mình sẽ in ra
Đây, cream. Ra cái kiểu của y chấm này, runtime time chấm phẩy. Đúng không? Rồi, đây mình sẽ chạy thử nhá. Đó. Thì để chúng ta xem chúng ta nhận được cái kết quả là gì. Đây các bạn thấy, đúng không? In 1 này, string tín. Đó. Thì đây khi mà chúng ta duyệt thì nó sẽ in ra cho chúng ta hai phần tử và cái kiểu tương ứng của nó, đúng không? Bởi vì cái list ở trên chúng ta không chỉ định kiểu dữ liệu, chúng ta đang để là var, thì chúng ta có thể add những cái kiểu dữ liệu khác nhau vào trong cái danh sách này thoải mái. Đây, kiểu tương ứng của nó đây. Đúng không? Còn cái thằng bên dưới, đó, cái thằng bên dưới. Thằng bên dưới thì bắt buộc các bạn phải add đúng cái kiểu, bởi vì là các bạn đã chỉ định kiểu in ở trên này rồi. Đó, đây chúng ta sẽ thử lốc lốc ra. Đây, các bạn thấy đúng không? Nó in ra hai giá trị 3 4 này và kiểu của nó là kiểu in. Ok, vậy là chúng ta đã thêm phần tử vào trong một cái danh sách thành công rồi, và chúng ta đã duyệt mảng để chúng ta có thể liệt kê tất cả những cái phần tử có trong cái danh sách đó, đúng không? Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái nữa mà các bạn sẽ hay sử dụng với lại cái kiểu danh sách này. Đó. Đây, mình sẽ print nhá. Đầu tiên là cái kích thước thì các bạn biết rồi, đúng không? Đây mình sẽ in ra cái thằng number.len. Đây là cái kích thước của cái danh sách này. Tiếp theo, ví dụ như các bạn muốn lấy ra cái phần tử đầu tiên, đúng không? Ở đây thì mình sẽ add thêm một cái phần tử nữa đi. Đây, mình sẽ add thêm cái thằng 5 vào. Đó. Các bạn muốn lấy ra cái phần tử đầu tiên của cái danh sách này thì đây, chúng ta sẽ print ra cái thằng number và các bạn chấm first cho mình như thế này. Đó. Ok. Thằng cuối cùng thì các bạn sẽ sử dụng cho mình cái thằng number.last chấm phẩy. Đúng không? Đó. Còn cái thằng ví dụ như các bạn muốn lấy một cái phần tử từ một cái vị trí bất kỳ thì chúng ta sẽ đây, chúng ta sẽ print này. Ra cái thằng number và các bạn ngoặc vuông như thế này và các bạn truyền cho mình cái index của nó, đúng không? Ví dụ như cái danh sách của mình là có 3 4 5 thì cái thằng 3 này sẽ tương đương với index bằng 0 này, index bằng 1, index bằng 2, đúng không? Giả sử như mình lấy ra thằng 4 nhá. Thì mình sẽ truyền vào đây là 1. Đúng không? Chấm phẩy. Ok, rồi tiếp theo mình sẽ print ra đây, các bạn có thể check một cái mảng nó có empty hay không, đúng không? Number chấm này y empty rồi chấm phẩy rồi. Còn nếu như mà check không empty thì ngược lại, đúng không? Chấm y not empty chấm phẩy. Ok chưa? Rồi đây chúng ta sẽ thử run nhá, xem cái kết quả chúng ta thu được là gì. Đây chúng ta có 1, 2, 3, 4, 6 cái dòng in, đúng không? Thì đây, đầu tiên là cái len thì các bạn thấy rằng nó sẽ in ra là 3, đúng không? Phần tử đầu tiên chính là số 3, phần tử cuối cùng là số 5, đúng không? Phần tử ở vị trí index 1 là thằng số 4. Nó cái mảng này có empty hay không? Thì chắc chắn là false, bởi vì là nó có 3 phần tử. Cái thằng này nó có đúng là không không trống hay không? Thì đây, true trống. À đúng. Đúng không? Đó, đây là một số những cái mà các bạn rất hay sử dụng khi mà chúng ta thao tác với lại cái thằng kiểu danh sách list này. Đúng chưa? Rồi, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cách nữa để các bạn có thể thêm một phần tử, thêm những cái phần tử vào trong một cái danh sách. Đây, mình sẽ comment thằng này lại nhé. Đây, cái thằng list 1 này. Đúng chưa? Chúng ta đang để trống này, cái thằng number để chúng ta add 3 giá trị rồi. Đây, giả sử như bây giờ cái thằng list 1 ấy, list 1 này mình sẽ add thêm 1 này và add thêm thằng 2. Đây chúng ta như này là chúng ta add bình thường, đúng không? Bây giờ cái thằng list này nó còn support chúng ta có thể add cả một cái list khác vào trong cái list đó. Đó. Đây mình sẽ add thử nhá. List 1 này. Chấm, đây các bạn gọi cho mình add ô. Đó. Đúng không? Truyền vào đây đó là một thằng iterable, đúng không? Thì đây các bạn truyền ví dụ như là chúng ta truyền cái thằng number vào đây. Chứ phải. Đúng chưa? Rồi, đây các bạn sẽ thử for x để chúng ta in ra. Đây, mình sẽ for x nha. Đây, mình sẽ mở comment này. Sau đó thì mình sẽ thay thế cái list 1 vào trong này. List 1. Đúng chưa? Thôi chúng ta bỏ cái thằng runtime time này đi, đúng không? Nó không cần nữa. Đây, chúng ta sẽ in ra xem là cái mảng list này chúng ta đang có bao nhiêu phần tử.
Chắc chắn là nó sẽ có 5 phân tử đúng không? 1, 2 thì chúng ta add theo cách bình thường. Còn 3, 4, 5 là chúng ta add từ cái mảng number vào cái thằng, từ danh sách number vào cái thằng danh sách list 1. Đây chúng ta sử dụng add O. Đây các bạn nhìn thấy. Đúng không? Đó, rất đơn giản và dễ hiểu như thế thôi. Rồi, tiếp theo, thế giả sử như bây giờ các bạn muốn chèm một cái phần tử nào đấy như các bạn này chèm lên đầu thì chúng ta làm như thế nào, đúng không? Tức là chúng ta thêm phần tử vào, chúng ta không add lần lượt như thế này. Đây thì các bạn có thể sử dụng những cái lệnh như thế này. Đây các bạn ví dụ như là list 1 này chấm insert. Đó, đây các bạn insert này. Đầu tiên các bạn chọn cho mình cái vị trí mà các bạn muốn insert. Đây ví dụ như mình sẽ insert lên trên đầu. Đấy, mình sẽ insert cái thằng 0 vào. Đúng không? Sau đó thì mình void. Đấy, mình chạy. Rồi, thì bây giờ nó sẽ phải in ra 0 1 2 3 4 5. Đúng không? Chúng ta thêm trên đầu. Đó. Thế bây giờ giả sử như mình muốn thêm một cái thằng khác, đúng không? Vào vị trí bất kỳ đi, đúng không? Không phải là đầu tiên nữa. Đây, ví dụ như là mình muốn thêm vào cái giữa số 1 với số 2. Đúng chưa? Thì đây là index là 0 này, đây là index 1 này, thì chúng ta sẽ, đây, chúng ta sẽ chèm vào cái vị trí số 2. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây, chúng ta sẽ chèm vào vị trí số 2. Chúng ta thêm ví dụ như là thằng 10 vào đây đi. Đó, các bạn run thử. Đấy, đúng không? Thằng số 10 nó sẽ thêm vào cái index số 2. Đây. Ok chưa? Đó, rất là đơn giản. Chúng ta sử dụng cái thằng insert. Vị trí mà các bạn muốn insert và đằng sau chính là cái giá trị mà chúng ta muốn insert vào trong cái danh sách này. Đúng chưa? Ok. Rồi, thế tiếp theo. Insert vào được rồi, thêm vào được rồi. Đúng không? Thì bây giờ chúng ta phải học, chúng ta đặt ra câu hỏi rằng vậy thì chúng ta muốn xóa một cái phần tử nào đấy khỏi cái danh sách này thì chúng ta làm như thế nào? Đúng không? Đó. Đây ví dụ nhá, mình sẽ xóa luôn này. Đây, thằng list 1 này. Là mình sẽ, đây các bạn gõ cho mình cái thằng list 1 chấm remove. Đó. Các bạn truyền cho mình cái giá trị mà các bạn muốn xóa. Đấy, cái này, các bạn để ý cho mình cái remove này là chính là cái giá trị nhá, không phải là cái index nhá. Ví dụ như mình muốn xóa thằng số 10, đây mình sẽ truyền 10 vào đây. Đó, mình ấn run. Đây các bạn xem cái kết quả bên này. Đây, từ 0 cho đến 5, đó mất cái thằng 10 rồi. Tức là chúng ta truyền cái giá trị mà các bạn muốn xóa nhá, chứ không phải là cái vị trí của nó nhá. Các bạn để ý cho mình cái thằng remove. Đúng không? Tiếp theo, đây các bạn có thể sử dụng cho mình cái thằng remove. Đúng không? Thì cái thằng remove này này thì các bạn mới truyền cái vị trí của nó. Đây ví dụ như là mình muốn xóa cái số 1 đi. Đúng không? Thì cái vị trí của nó là gì? Index của nó là 1, đúng không? Đây thằng 0 là index 0, là 1 là index 1 này. Bây giờ mình muốn xóa thằng 1 thì mình sẽ truyền 1 vào đây. Chấm phẩy. Ok chưa? Rồi, các bạn run. Đây. Chúng ta sẽ 0 2 3 4 5 đúng không? Chúng ta xóa luôn cái thằng 1 đi rồi. Ok. Rồi. Tiếp theo, đây các bạn có thể sử dụng một số những cái lệnh xóa khác đi. Ví dụ như là một chấm này, remove last. Đây, đây nó sẽ xóa thằng cuối cùng. Đúng không? Đây các bạn chạy thử này thì nó sẽ in ra là 0 2 3 4 đúng không? Nó sẽ xóa thằng cuối cùng là thằng 5 đi. Đây, đó, 0 2 3 4 này. Ok chưa? Rồi, ngoài ra thì cái thằng này nó còn cho các bạn xóa trong cái khoảng từ bao nhiêu nữa cơ. Đây, remove là remove run. Đó. Đầu tiên là từ ví dụ mình muốn xóa đến cái thằng, mình xóa thằng 0 thằng 2 đi nhá, mình chỉ giữ lại thằng 3 4 thôi. Đó, thì đây mình sẽ truyền vào đây đó là 0 cho đến 1 0 này, 1 này. Đúng không? 2. Đó. Thì đây mình sẽ 0 2 chấm phẩy như thế này. Mình sẽ xóa từ cái index 0 đến index 2. Đây cái 2 này này là đây nhá, ví dụ như cái mảng của mình bây giờ nó có 4 phân tử đúng không? Index 0 này, index 1, index 2, index 3 này. Nếu như mà các bạn gõ là remove run từ 0 đến 2, tức là nó sẽ xóa từ 0 cho đến vị trí số 2. Thì cái thằng 3 này rằng là index 2 đúng không? Thì cái kết quả chúng ta còn lại sẽ là 3 4 đúng không? Nó sẽ xóa từ 0 cho đến vị trí số 2. Đó. Đây, các bạn run này. Nó sẽ còn 3 4. Đó. Các bạn thấy không? Đúng không? Nó sẽ support cho chúng ta rất nhiều các cái hàm để các bạn có thể xóa một cái phần tử nào đấy hoặc là nhiều phần tử cùng một lúc từ cái danh sách. Đúng không? Rồi. Ok, đó, rất đơn giản như thế thôi. Rồi, ngoài ra thì cái danh sách nó sẽ có một số những cái khác nữa. Đây, ví dụ nhá. Ví dụ như các bạn muốn clear, đúng không? Chấm clear.
Đây các bạn gõ cho mình clear chấm phẩy đúng không? Mình sẽ đây clear thì nó sẽ rỗng đúng không? Rỗng thì nó sẽ không có phần tử để chúng ta in ra. Thì đây chúng ta sẽ print ra cái đây cái len của nó thôi. Đây đúng không? Đây chúng ta sẽ run thì chắc chắn nó sẽ in ra kết quả là không, bởi vì chúng ta đã clear cái danh sách này rồi. Đúng chưa? Rồi ok. Bây giờ thì giả sử như mình comment những cái này lại đi. Đây mình sẽ comment những cái này lại nhá. Những cái gì mình giới thiệu cho các bạn rồi thì mình sẽ comment lại. Đây mình sẽ chạy thử cái chúng ta quên mất là mình đã comment cái thằng này. Đây chúng ta chạy chạy thử. Bây giờ thì nó sẽ in ra gì? 1 2 3 4 5. Đúng không? Thì các bạn có thể có một số những cái mà các bạn hay dùng với danh sách nữa. Ví dụ như là các bạn muốn đảo chiều cái danh sách này chẳng hạn, đúng không? Thì đây các bạn sẽ gõ cho mình là revert. Đây. Đó, các bạn revert, sau đó các bạn mới for, các bạn in ra. Thì đây các bạn run này. Chắc chắn thì nó sẽ in ra từ từ 5 cho đến 1. Đúng không? Đấy, nó sẽ đảo lại tất cả thứ tự của các phần tử có trong danh sách. Ok chưa? Đó. Đúng không? Vậy là mình đã giới thiệu cho các bạn hầu hết những cái mà các bạn sẽ gặp cũng như là sẽ tương tác với lại cái thằng kiểu danh sách lead khi mà chúng ta lập trình Flutter bằng ngôn ngữ Dart. Ngoài ra những có những cái kiểu khác thì mình đã giới thiệu cho các bạn là trong cái thằng Flutter nó có những cái kiểu dữ liệu gì rồi, đúng không? Các bạn nhớ rằng nếu như mà các bạn định nghĩa kiểu của cái danh sách đó thì các bạn phải add đúng kiểu. Nếu như các bạn add sai kiểu thì nó sẽ báo lỗi ngay. Còn nếu như mà các bạn muốn add các kiểu khác nhau vào trong một danh sách thì các bạn sẽ khai báo cái thằng một là var, hai là cái thằng dynamic, đúng không? Mình đã có cái video mình phân biệt hai cái thằng này rồi. Đây này, phân biệt var và dynamic này. Đó. Đây mình sẽ demo load cho các bạn cái thằng dynamic nhá. Ví dụ như là các bạn có một cái list đi. Đây. Dynamic đi. Đúng không? Đặt tên ví dụ như là mình đặt nó là cái list 2 đấy, sẽ bằng. Đây. Các bạn hoàn toàn có thể các bạn hoàn toàn có thể khai báo trống như thế này hoặc là các bạn có thể khởi tạo luôn giá trị cho nó nhé. Đây ví dụ như mình một này, bởi vì mình khai báo dynamic cho nên là mình sẽ khai báo các cái kiểu khác nhau thoải mái, đúng không? Ví dụ như 1.5 đi. Đây các bạn thấy là mình có 3 kiểu luôn, đúng chưa? Đây mình sẽ thử for cho các bạn xem này. Đây mình sẽ comment thằng này lại nhé, đúng không? Mình sẽ comment đây, chúng ta thay thế vào đây là list 2 này, đúng không? Chúng ta không revert nữa, chúng ta for x và chúng ta in luôn ra cái kiểu của nó. Đó. Ok chưa? Các bạn chạy. Thì nó sẽ in ra là một in này, in một này, string tín này và double 1.5, đúng không? Ba kiểu khác nhau bởi vì chúng ta đang để dynamic cho nên chúng ta thoải mái. Đúng không? Đó. Bây giờ nhá, ví dụ như ở trên này cái thằng number này, các bạn khai báo ở đây nó là kiểu in. Thế các bạn add đây. Chúng ta sử dụng cái thằng add o này này. Đó, các bạn thử nhá. Chắc chắn nó sẽ báo lỗi luôn. Đây ví dụ như là number này chấm, đúng không? Add. Đây các bạn add cái thằng list 2 vào đây. List 2 vào như này chấm phẩy, đúng không? Nó sẽ báo lỗi luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thằng list 2 này nó là dynamic, nhưng mà cái thằng number ấy nó lại là kiểu in. Thì các bạn sẽ không thể add kiểu như thế này được. Đó, các bạn chỉ cần lưu ý cái đấy thôi, đúng không? Ok, cái thằng này nó sẽ báo lỗi nhá. Đó. Rồi ngoài đây các bạn bình thường thì chúng ta sẽ khai báo như thế này cho nó gọn. Còn các bạn cũng có thể các bạn đọc code hay là các bạn xem code ở đấy thì nó sẽ chỉ định cái kiểu ở bên này. Đó, ví dụ như này. Ví dụ như là cái thằng list này, đây. Các bạn nó sẽ chỉ định kiểu ở đây, dynamic này. Như thế này. Ở đây nó sẽ chỉ định kiểu ở đây, in. In như này. Cũng được. Đây các bạn thấy rằng nó sẽ không báo lỗi, đúng không? Đây các bạn chạy nhá, nó vẫn ra kết quả bình thường. Đây các bạn thấy đó, nó vẫn ra kết quả giống như trước thôi. Đấy. Thì các bạn có thể chỉ định ở bên này hoặc là bên này đều được, đúng không? Đây mình ví dụ nhá, mình ví dụ như thằng var này mình sẽ chỉ định ở bên này đi. In đi. Đấy. Kiểu như thế hoặc là string ở đây. Chúng ta có thể chỉ định kiểu ở bên này. Đúng chưa? Còn bình thường thì chúng ta có thể đây chúng ta có thể chỉ định kiểu ở bên list này luôn như thế này. Đấy mình hay sử dụng cái kiểu này hơn. Như thế này. Ok, rồi vậy là trong cái video ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn là những cái cơ bản mà các bạn cần phải nắm với lại cái thằng lead trong ngôn ngữ Dart khi mà chúng ta sử dụng lập trình Flutter. Nếu như mà có cái, tất nhiên là chỉ những cái cơ bản thôi nhá, còn các bạn có thể lên trang chủ của nó để các bạn tìm hiểu những cái rộng hơn.
sẽ có rất nhiều những cái khác nữa. Đây các bạn gõ thử mà xem. Đây các bạn gõ thử này. Đó, nó sẽ có rất nhiều những cái khác nữa, nhưng mà nếu như mà để giới thiệu hết các bạn cho cái này thì nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, đúng không? Có những cái các bạn kiểu chả chả động đến bao giờ ấy, thì nếu như mà chúng ta động đến thì chúng ta sẽ sớt dần. Mình chỉ giới thiệu cho các bạn những cái cơ bản thôi để các bạn có thể có cái hướng để chúng ta tìm hiểu thêm thôi. Ok, rồi thì hẹn gặp tất cả các bạn trong cái video sau nhá. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái cấu trúc dữ liệu tiếp theo mà các bạn sẽ rất hay gặp, đó là cái thằng thằng map. Ok, rồi nếu như mà thấy hay thì các bạn hãy cho mình một like. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký kênh nhé. Bật chuông để có nhận thông báo khi mình ra video tiếp theo. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.